Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, tất cả các gói thầu thuộc dự án đều thực hiện thi công xuyên suốt, không nghỉ lễ. Cụ thể, các liên danh nhà thầu duy trì khoảng 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công các gói thầu. Cùng với đó, khoảng 1.000 trang thiết bị, máy móc cũng được huy động để phục vụ thi công. Việc duy trì thi công xuyên lễ nhằm mục tiêu đảm bảo tiến độ các gói thầu của dự án được thực hiện đúng cam kết với chính phủ. Hiện nay, tại dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, các liên danh nhà thầu đang triển khai thi công các gói thầu gồm san nền, thoát nước, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1, thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đổ tàu bay và các công trình khác, thi công hai tuyến giao thông T1-T2 kết nối sân bay Long Thành.